mà đưa đường huyết á thì về không biết sao chắc là ngoài nó nóng quá rồi về nó cảm nó sốt thì mình chiều đầu tiên là trước khi mình chườm gan với chườm thận quá là mình uống một ly nước ép bưởi rồi đó thì chườm thời gian thì thấy người nó ra mồ hôi nhiều mà nó khỏe thì nằm nghỉ chút khoảng chừng 2 tiếng sau rồi mình chườm tiếp chườm gan và chườm thận tiếp thì nó lại rất tự nhiên cái cơn sốt mình nó làm như là nó đi chứ thường thường là mình phải uống thuốc cảm còn mình không nhiều uống thuốc cảm thì mình chườm lần thứ nhì nó hơi tối mình ngủ dậy sơ sát làm như là mình gãy bình thường đó là mình được đó. Tức là lẽ ra là hôm qua là sốt rồi đó tức là lên cơn sốt luôn rồi đấy lên sốt thật sự lúc 4:30 à nhưng mà chườm gan là hết sốt gan đầu tiên gan lúc 5:30 rồi chườm lần thứ nhì đó là lúc khoảng chừng 8:00 dạ. À, tức là mọi người lưu ý này, cái việc mà mình sốt á, khi mình chườm gan vào á thì nó sẽ làm tăng lưu thông máu huyết lên rồi nó sẽ giúp miễn dịch nó tăng lên và tiêu diệt vi khuẩn vi trùng xâm nhập thì khiến cho chúng ta giảm sốt. Còn nếu mà chúng ta lúc đấy mà chúng ta lại manh động lại uống một viên thuốc hạ sốt vào á, mọi người biết là một viên thuốc hạ sốt vào cơ thể chúng ta là 6 tháng gan không bài độc được nha. Chúng ta đừng có nghĩ là cứ uống một viên thuốc gọi là kiểu gì không bổ dọc cũng bổ ngang, không phải đâu ạ. Uống vào tác dụng phụ nhiều lắm. Chỉ có mình được khác biệt là thay vì mình uống nước thì mình lại uống nước ép bưởi. Dạ, rồi chúc mừng anh. Bây giờ là ai sốt thì cứ chườm gan ạ. Chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại: Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0326811258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.